có trụ sở chính tại San Francisco, Mỹ. Genetica là công ty giải mã gen, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ sinh học phân tử vào con chip giải mã gen, chuyên sâu dành cho người châu Á. Được công nhận độ chính xác đến 99,9% bởi Illumina và Thermo Fisher, hai tổ chức giải mã gen hàng đầu thế giới. Năm 2018, được sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Genetica mở rộng sang thị trường Đông Nam Á và đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam và Singapore. Với hơn 30 gói dịch vụ giải mã gen dành cho trẻ em và người trưởng thành, Genetica từng bước mang công nghệ giải mã gen đến gần hơn với người Việt, mở ra cách chăm sóc sức khỏe mang tính cá nhân hóa. Bốn ứng dụng của dịch vụ giải mã gen tại Genetica bao gồm hoạch định kế hoạch nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em, cá nhân hóa chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể chất, đánh giá nguy cơ các bệnh di truyền như đột quỵ, tiểu đường, dị ứng, nguy cơ nhiễm virus đường hô hấp và sàng lọc 20 loại ung thư di truyền phổ biến của chủng người châu Á. Để phục vụ cho nhu cầu giải mã gen và nghiên cứu ứng dụng thông tin gen vào chăm sóc sức khỏe, cuối năm 2021, Genetica hợp tác cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và phát triển trung tâm giải mã gen lớn nhất Đông Nam Á. Tất cả phòng thí nghiệm của trung tâm giải mã gen tại Genetica đều sở hữu chứng chỉ CLIA và CAP. Đây là bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt bậc nhất về chất lượng phòng thí nghiệm của Mỹ và tuân thủ đạo luật về bảo mật y tế HIPAA. Tất cả nhằm đảm bảo độ chính xác nhất của kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và bảo mật thông tin. Kết quả giải mã gen tại Genetica được thẩm định bởi đội ngũ khoa học thuộc các trường đại học hàng đầu như Harvard, Stanford, California, San Francisco, Cornell. Đặc biệt, khách hàng chỉ cần xét nghiệm gen duy nhất một lần trong đời và kết quả giải mã gen của Genetica được chấp nhận tại hệ thống y tế trên toàn cầu. Vậy, việc thực hiện giải mã gen tại Genetica sẽ diễn ra như thế nào? Mời bạn cùng theo dõi hành trình sau đây. Khách hàng lựa chọn gói xét nghiệm gen và thanh toán trên ứng dụng Genetica. Sau đó, nhân viên Genetica sẽ gửi bộ thu mẫu nước bọt đến nhà của bạn. Khách hàng quét mã QR trên hộp để xem hướng dẫn lấy mẫu và thực hiện lấy mẫu tại nhà. Sau khi hoàn tất lấy mẫu, khách hàng thông báo thu hồi mẫu qua ứng dụng Genetica. Bắt đầu quá trình giải mã gen tại Genetica. Ứng dụng Genetica sẽ thông báo từng giai đoạn trong quy trình giải mã gen để khách hàng theo dõi được tiến độ cho đến khi phát hành báo cáo giải mã gen. Khách hàng có thể xem ngay báo cáo giải mã gen trên ứng dụng hoặc file PDF, có thể đặt lịch tư vấn với chuyên gia di truyền tại Genetica. Các chuyên gia tại Genetica là đội ngũ các bác sĩ, thạc sĩ về công nghệ sinh học, di truyền học giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp những thông tin và khuyến nghị phù hợp nhất qua kết quả giải mã gen. Nếu bạn muốn giải mã thêm các tính trạng khác, chỉ cần chọn mở khóa trên ứng dụng Genetica và chờ kết quả mà không cần thực hiện lấy mẫu nước bọt lần 2. Genetica tự hào là đơn vị dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong việc mang đến dịch vụ giải mã gen nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Được sự tín nhiệm của khách hàng trong nhiều năm qua, Genetica tiếp tục nỗ lực không ngừng nhằm góp phần tối ưu chất lượng cuộc sống dựa theo gen di truyền. Hãy cùng Genetica và hàng trăm ngàn người châu Á và Việt Nam đã giải mã gen bước vào kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa ngày hôm nay bạn nhé! In Vietnam, them nearly 6 million Vietnamese suffer from diabetes and only 60% of the patients were diagnosed. Near future, next 5 to 10 years, the number of the diabetic patients will become more popular because unhealthy lifestyle will lead to the chronic disease. So I view this solution for our generation. We build for the future. The patient who suffer from diabetes, they have very low quality of life. Some patients were scared about the disease and they try to keep very harsh diets. I think they have the problem with the mental too. They feel very stressed about the disease and they try to suffer the disease by themselves. Someday they feel tired of the taking medication
and they stop. Suddenly, someday, the complication happened and they realized that too late. But you know that the doctor in healthcare system in Vietnam, they have the limited times. That's not enough time to make the patient understand about their disease. Education is the best way to support the patient. DIB try to offer four solutions to the patient. The first one, we offer the cell management and educational program that were digitalized and empowered by the coaching service, because very difficult for the patient to accept the new healthy behavior. The second solution we offer to the market is the community. The patient very lonely. We want to make the patient feel connected and familiar. The third solution is the mobile application. The patient don't have any tool to manage their disease. For example, like reminder for medication and tracking their some clinical KPI like blood glucose, blood pressure. Diabetes now become younger. So our focus is from that, the young population. That doesn't mean that we ignore the old population. We have a team, very big team, to support the old people to get familiar with the app. We spend time with them and support them with the most easy solution. We build for the future. Chào mừng mọi người đến với buổi livestream kiểm soát đường huyết bằng thay đổi lối sống với sự đồng hành của Genetica, công ty giải mã gen đến từ Mỹ dành cho người châu Á, và công ty cổ phần công nghệ y tế DIBI chuyên cung cấp những dịch vụ dành cho bệnh nhân tiểu đường. Việc thay đổi lối sống là một điều không hề dễ dàng, đặc biệt đối với bệnh nhân bị tiểu đường, phải không ạ? Chúng ta có một danh sách rất là dài về những điều mà cần phải kiêng, cần phải hạn chế và cần phải thay đổi. Thế thì làm sao có thể là đồng hành cũng như là chung sống hòa bình với bệnh tiểu đường đây? Thì buổi livestream hôm nay với sự đồng hành của bác sĩ Hương và mình là Hạnh, chuyên gia tư vấn di truyền của Genetica, sẽ giúp cho mọi người có những cái thông tin về việc là thiết kế một cái bữa ăn, lối sống cũng như là vấn đề về tập luyện, và thêm vào đó nữa là chúng ta có thể phòng ngừa các biến chứng đến được bệnh tiểu đường. Và bác sĩ Hương có thể là giới thiệu với mọi người về bản thân trong buổi hôm nay được không ạ? Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Nếu những ai đã từng theo dõi các livestream của Diabe thì chắc là sẽ biết Hương. Còn đối với các cô chú, các anh chị mà chưa từng xem thì Hương xin tự giới thiệu, Hương là bác sĩ Trần Vũ Lan Hương, là một người chuyên về dinh dưỡng và nội tiết. Hương có 20 năm làm việc trong cái lĩnh vực y khoa, và Hương thật sự rất là đam mê về mảng dinh dưỡng trong nội tiết, đặc biệt là đái tháo đường, bởi vì nó đi từ chính cái nhu cầu của bản thân Hương và nhu cầu của gia đình Hương. Và Hương rất mong rằng với những cái kinh nghiệm mà Hương đã trải nghiệm được với khách hàng cũng như gia đình của Hương, thì Hương có thể giúp cho các cô chú anh chị và các bạn có thể cảm thấy sống một cuộc sống nó thoải mái hơn với đái tháo đường, chứ không phải lúc nào cũng căng thẳng và stress. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hương, và hy vọng là những chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho bệnh nhân tiểu đường cũng như là người thân có thể là cùng đồng hành và chung sống hòa bình với bệnh tiểu đường ạ. Xuyên suốt nội dung của hôm nay, chúng ta sẽ đề cập tới những phần chính về kiểm soát bệnh tiểu đường, bao gồm là các yếu tố liên quan tới các vấn đề về dinh dưỡng, giấc ngủ, tập luyện và kiểm soát bệnh tiểu đường bằng thuốc. Thế thì trong quá trình mà xuyên suốt của buổi livestream, nếu mọi người có những cái câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc liên quan tới các cái nội dung này trong
buổi chia sẻ của chúng ta, thì mọi người cứ để lại ở những phần bình luận ấy ạ, những câu hỏi của mọi người, của các cô chú anh chị, thì bác sĩ Hương và Hạnh nếu có thể trả lời được thì sẽ cố gắng là giải đáp với mọi người. Và cũng chia sẻ với mọi người luôn là trong buổi livestream hôm nay thì Genetica và Diabe có dành cho mọi người tham gia trong buổi này những cái ưu đãi rất là đặc biệt cho buổi livestream ngày hôm nay ạ. Ưu đãi đầu tiên sẽ đến từ Genetica. Genetica sẽ ưu đãi và giảm ngay 2 triệu cho khách hàng đăng ký gói giải mã gen GDBT đánh giá nguy cơ tiểu đường di truyền tiếp 2. Ưu đãi thứ hai sẽ đến từ công ty Diabe ạ. Thì sẽ giảm ngay là 15% với các sản phẩm ở trên website của Diabe, bao gồm là sản phẩm liên quan tới máy đo đường huyết và các chương trình về thay đổi lối sống. Và cũng không để cho mọi người chờ đợi thêm nữa, thì Hạnh sẽ xin phép bắt đầu vào chương trình của chúng ta ngay thôi. Thì đầu tiên khi nói về bệnh tiểu đường, mọi người sẽ quan tâm tới chế độ ăn và dinh dưỡng như thế nào ạ? Thì thông thường ấy, mọi người sẽ nghĩ là bây giờ là tôi tiểu đường rồi, thì chắc chắn là tôi phải cắt giảm đường ngọt rồi, giảm những cái thành phần liên quan tới tinh bột hoặc là hoa quả trái cây á. Thì không biết là nhận định như vậy đã đúng và đủ cho thưa bác sĩ Hương ạ? Hương thấy là cái đó đúng. Tuy nhiên á, là nhưng mà chưa có đủ. Chúng ta hiểu rằng là một cái chế độ ăn của đái tháo đường, mục đích cuối cùng của nó là cái gì? Là làm sao để cho mình ổn định đường, đúng không? Vậy thì đường nó sẽ đến từ đâu? Đường thì chủ yếu nó sẽ đến từ trong carb của chế độ ăn. Mà trong chế độ ăn carb thì nó sẽ đi từ tinh bột, tức là cơm, bún, nuôi, phở, bánh canh, hủ tiếu, bánh mì, bánh tráng. Cái thứ hai, carb nó đến từ trái cây, tại vì trái cây nó cũng chứa đường trái cây và cũng là tinh bột. Ngoài ra thì điều một cái nữa là thịt hoặc dầu mỡ thì không có nghĩa rằng nó không có làm tăng đường, mà nó vẫn có thể chuyển từ đạm và mỡ chuyển sang carb và đường trong cơ thể khi cần. Như vậy nói tóm lại, việc chúng ta kiêng khem đường không là không đủ, mà cái chính là chúng ta ăn như thế nào để cái bữa ăn của chúng ta nó làm chậm lên đường, thì nó sẽ làm cho cơ thể là sẽ biết cách điều hòa và thích nghi, và đường nó sẽ không lên, người ta nói là không có lên hổn. Thì đó chính là cái nguyên tắc của chế độ ăn đái tháo đường. Còn nguyên tắc đó phải thực hiện như thế nào thì ở những câu sau Hương sẽ chia sẻ thêm. Và như bác sĩ Hương có đề cập thì không chỉ có mỗi thành phần tinh bột đâu, mà sẽ còn những cái thành phần liên quan tới mỡ này, hoặc là những cái thành phần liên quan tới chất đạm nữa. Và cái yếu tố này nó sẽ liên quan tới một cái cụm mà về mặt khoa học người ta sẽ gọi là cái cụm về chuyển hóa ạ. Và mỗi người sẽ có một cái cơ địa về chuyển hóa đối với các chất khác nhau. Và ba chất mà tạo nên năng lượng từ cái cụm chuyển hóa này sẽ đến từ chất bột đường, chất béo và chất đạm. Thì Hạnh đơn cử ví dụ có một cái gen là gen adipoquy, nó sẽ là một cái yếu tố hoạt hóa cho một cái chất gọi là adiponectin, nó tham gia vào quá trình thay đổi hoặc điều hòa các chất liên quan tới mỡ. Thế thì đối với những người họ mang những thay đổi di truyền bất lợi trên gen này, thì trong chế độ ăn của họ nếu mà sử dụng những cái thành phần liên quan tới chất béo hoặc là đỏ chẳng hạn, thì nó có thể là dẫn tới cái nguy cơ tiểu đường, và nó dẫn tới một cái việc đó là người ta bị tích mỡ dư quá, và cái mỡ này nó bít lại không cho insulin gắn vào tế bào để từ đó mở cửa cho đường đi vào trong tế bào của chúng ta. Tức là bạn nên ăn đồ ngọt liền. Thường là sẽ mình xử trí bằng cách uống nửa lon nước ngọt hoặc nửa chai nước ngọt, hoặc là mình ngậm 2-3 cục kẹo. Thì đó là việc mình hạ đường. Còn nếu như ở một cái vế khác, mình thử đường, mình thấy đường mình vẫn bình thường, tức là đường mình trên 100, thậm chí là 150, 200, nhưng mình vẫn thèm ngọt, thì đây là một vấn đề. Thì Hương xin là đề xuất mình nên ăn những cái món ăn ngọt mà ít năng lượng. Ví dụ như là mình có thể uống Coca Light, tức là những cái loại nước ngọt mà không có chứa đường. Hoặc là chúng ta có thể uống dùng cái nước cỏ ngọt ngâm với lại hãm với lại bông cúc thì nó cũng không có đường. Hoặc là mình có thể dùng những cái gói, nếu các bạn là những người trẻ thì nó có những cái gói dạng là gói trái cây, mà những cái thỏi như vậy nó bao gồm là nó là một cái loại bột ngọt ngọt mình pha ra với nước. Thì thường là một gói đó mình có thể pha từ nửa lít cho tới 700ml nước mà nó vẫn rất ngọt và thơm mà giá không có mắc. Thì cái đó mình có thể đập đá vô mình uống hoặc để tủ lạnh uống cũng rất là ok. Rồi, ngoài ra thì nếu như mà cái việc mà mình cứ đói và mình thèm ăn vặt hoài như vậy thì Hương nghĩ nó có vấn đề. Vậy thì mình phải coi lại chế độ ăn của mình, đặc biệt là cái bữa ăn mà trước cái bữa mà mình hay đói á, thì mình phải coi lại và mình sẽ chỉnh cái bữa ăn đó làm sao mà nó lên đường chậm hơn.
Thì có những cách mà Hương hay chỉ cho bệnh nhân của mình làm sao lên đường chậm hơn trong bữa ăn. Thì là thí dụ như mình nấu cơm đó, thì mình nên đường huyết của cơ thể mình. Và ngoài ra nữa thì đứng về phương diện cá nhân hóa của mỗi người ạ, thì cũng có một số người họ mang những cái thay đổi di truyền liên quan tới cái gen là DRD2, khiến cho người này sẽ tăng một cái chất gọi là dopamine và gây ra cái tình trạng là ăn uống theo cảm xúc bị tăng quá mức khi mà tâm trạng của họ không có được vui vẻ lắm. Thì trong những cái trường hợp này thì về mặt khoa học người ta cũng đề cập là cái đầu tiên chúng ta sẽ cần phải là ổn định tâm lý của mình trước đã, bằng cách là có thể là nghe nhạc thiền hoặc là những có những cái phương pháp thư giãn hoặc là những cái hoạt động về yoga chẳng hạn để ổn định cảm xúc của mình được tốt hơn. Hoặc là cũng có những người họ mang những cái thay đổi di truyền trên cái gen là LEPR, là một cái chất liên quan tới thụ thể của leptin. Thì đây là một cái chất mà khiến cho cái người đó nếu mà ăn những cái thành phần mà liên quan tới đồ béo, đồ mỡ hơn một xíu ạ, những cái món như là gà rán, khoai tây chiên hoặc là thịt kho hột vịt chẳng hạn, thì người ấy sẽ có cái khuynh hướng là ăn càng nhiều hơn so với cái lượng thông thường. Thì trong trường hợp này để giảm cái cảm giác mà đói lúc đó thì có thể là mình uống nước, hoặc là như chia sẻ của bác sĩ Hương thì có thể là sử dụng những cái loại rau mà có độ nhớt nhớt như lúc đầu một chút để mình có thể là giảm bớt cái cơn đói, và cũng là một cái thành phần chất xơ hòa tan để giúp thức ăn di chuyển một cách từ từ hơn. Thì như vậy là tức là Hạnh nói là trong cái xét nghiệm gen mình sẽ có một cái loại xét nghiệm gen để giúp cho mình biết là mình có phải là cái người thích ăn vặt hay không á Hạnh. Nó sẽ có một cái khuynh hướng đánh giá được là mình có phải là người ăn uống theo cái cảm xúc, hoặc là có khi nào mình ăn quá nhiều hơn so với thực tế, hoặc là mình kiểu như là mình có khuynh hướng là ăn vặt mà không có ai lôi kéo cả, tự mình có cái cảm giác như vậy thôi. Người ta gọi là hay buồn miệng. Và ông bà mình cũng có cái câu gọi là ăn ngon ngủ yên. Ăn ngon ngủ yên thì nãy chúng ta cũng có đề cập tới cái việc ăn bữa chính cũng như là ăn vặt như thế nào. Thì tiếp theo là vấn đề ngủ ạ. Thì khi mà mình ngủ không ngon thì mình cũng sẽ có khuynh hướng là tăng cái lượng đường vào những cái đợt hôm sau mà chúng ta kiểm tra. Thì không biết là có nguyên nhân nào đến và xảy ra do cái yếu tố nào tác động giữa giấc ngủ và lượng đường trong cơ thể không ạ? Khi mà mình ngủ không ngon á thì tức là mình bị stress. Mà mình bị stress thì trong cơ thể nó sẽ tiết ra một cái hormone nó có tên là cortisol, và cortisol sẽ làm cho tăng đường trong máu để giúp cho chúng ta xử lý các vấn đề trong cơ thể tốt hơn. Và thứ hai nữa, khi mà mình ngủ không ngon á, thì thường cái não của mình nó sẽ bị hơi bị đơ, và trước những cái món ăn á, thường mình sẽ không còn tỉnh táo để lựa chọn như thế nào là một món ăn healthy cho bản thân mình. Vì vậy mình dễ dàng lựa chọn sai lầm trong cái việc ăn uống, và đó là có hai lý do dẫn đến cái việc tại sao sau một đêm ngủ không ngon đường buổi sáng thì là có thể nó tăng, và cái thứ hai nữa là đường sau khi ăn sáng của mình nó cũng tăng, là tại vì là do hai vấn đề đó, một là cortisol, hai là cái việc chúng ta sẽ thiếu cái việc sáng suốt trong cái việc lựa chọn món ăn. Vậy thì nếu mình biết là nguyên nhân đến từ cortisol rồi thì có cái cách nào hoặc là phương pháp nào để kiểm soát cái tình trạng này không ạ? Nói về chủ đề giấc ngủ là một chủ đề rất là lớn. Sau 35 tuổi khi mà chúng ta bước vào việc chúng ta có gia đình rồi, con cái công việc cũng bắt đầu lên tới một cái đỉnh mới, thì chúng ta có nhiều lo toan hơn, con cái là lo con cái, lo gia đình, lo cuộc sống. Và ngoài ra chúng ta còn bị thêm bệnh đái tháo đường nữa, thì chúng ta cũng lo bệnh này nó không ổn. Rồi cái thứ hai nữa, biến chứng của nó là như thế nào, trong khi chúng tôi còn quá trẻ như vậy thì tương lai còn dài sẽ như thế nào. Quá nhiều cái lo như vậy, và khi chúng ta càng lo chúng ta càng tiết ra nhiều cortisol ở trong máu, và chúng ta lại càng tăng đường. Khi tăng đường chúng ta lại thấy đường không ổn, chúng ta lại sợ biến chứng, và chúng ta lại lo lắng nhiều hơn, chúng ta lại tăng đường. Nó là một cái vòng luẩn quẩn. Thì làm sao để mình có thể là ngủ yên được? Thì Hương nghĩ đó là để giải pháp được cái câu chuyện giấc ngủ của chúng ta, nó là một câu chuyện dài. Người ta đi từ là tâm, thân và trí. Từng cái vấn đề đó chúng ta phải gỡ ra từ từ. Và cuối cùng suy cho chăng nữa thì Hương nghĩ rằng thuộc về cái tâm trí của mình nó rất là quan trọng. Và có thể là các anh chị khi mà bị đái tháo đường thì có thể tham khảo ở trong cái chương trình mà chương trình gọi là thay đổi lối sống của Diabetes, thì trong đó người ta có dành hẳn một cái module, một cái phần mà gọi là cái phần về thiền, về tinh thần, cũng như là cách thay đổi hành vi làm sao mà để cho mình có được giấc ngủ ngon hơn và an bình hơn. Như vậy thì theo như chia sẻ của bác sĩ Hương là chúng ta sẽ có một cái app để theo dõi cũng như là đánh giá về yếu tố về giấc ngủ cũng như là sức khỏe tinh thần của chúng ta, và nó sẽ theo dõi cũng như là sát sao với kết quả thực tế của từng người luôn.
Dạ, thì đây cũng là một cái phương pháp rất là cá nhân hóa dành cho riêng từng bệnh nhân liên quan tới tiểu đường. Và hồi nãy bác sĩ Hương cũng có đề cập tới cái chất cortisol ấy. Thì đứng về phương diện gen ấy ạ, thì cũng có một cái chất mà mình hình dung đây là cortisol, là một cái khối như thế này. Thì nó sẽ có một cái kiểu như là một cái chất để một cái tác nhân để cắt cái thành phần cortisol gây khó chịu cho chúng ta, thì nó sẽ là một cái gen gọi là MAO-A. Và để tăng cái hoạt tính của cái gen mà cắt đứt những cái chất gây căng thẳng này á, thì sẽ thông qua các quá trình liên quan tới tập luyện thể dục thể thao ấy, để tăng quá trình trao đổi chất và từ đó là cắt đứt những cái chất gây căng thẳng và đẩy cái cơ thể của mình đào thải những cái chất căng thẳng được tốt hơn. Hoặc là cũng có một cái chất khác gọi là oxytocin được mã hóa bởi cái gen là OXTR. Thì cái chất này nó kiểu như là một cái chất đối trọng hoặc là cân bằng lại với gen MAO-A. Và thông qua những cái hoạt động, ví dụ như người đó hay được ôm này, hoặc là hay được nghe nhạc thiền, hoặc là những hoạt động về thư giãn, hoặc là yoga chẳng hạn, thì đây là những cái hoạt động mà giúp cho người đó tăng cái hormone yêu thương oxytocin này. Và đây là một cái chất làm giảm cái cortisol của mình xuống. Và có thể là những cái sự đồng hành khi mình hiểu sâu trong cái bản chất về gen, cũng như là những cái app theo dõi rất là thực tế của Diabi á, thì sẽ là những cái thông tin mà đồng hành và hỗ trợ cho bệnh nhân về tiểu đường rất là nhiều trong cuộc sống hiện đại ngày nay của chúng ta. Dạ. Và được qua một phần nữa nội dung khi chúng ta đề cập rồi, thì để giúp cho quý vị khán giả cũng như là các cô chú anh chị có thể là nắm lại cũng như là đi lại những cái thông tin mà chúng ta vừa đi qua ấy ạ, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ có một mini game nho nhỏ. Dạ. Và với mini game này thì mọi người sẽ khi trả lời được đúng hai câu hỏi trong phần mini game này, mọi người sẽ nhận được một cái voucher trị giá là 990.000 khi mà chúng ta mở khóa một dịch vụ đến từ Genetica. Thì tiếp theo xem màn hình sẽ hiện hai câu hỏi cho chúng ta, và mọi người cố gắng là nhắn hai đáp án vào trong một bình luận nha. Thì hành giả sử là câu số 1 mọi người chọn đáp án A, câu số 2 mọi người cũng chọn đáp án A, thì mọi người cứ nhắn là A vào trong cùng một bình luận, và mọi người sẽ có một phút để trả lời câu hỏi này. Thì Hạnh xin phép là đọc câu hỏi ạ. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó là: phòng ngừa bệnh tiểu đường thì nên ưu tiên A là trái cây sấy khô và B là trái cây tươi. Câu hỏi số 2 đó là: nên thử đường huyết đói vào lúc là A là sau khi ăn đồ ngọt và B là sau khi ngủ dậy trước khi ăn. Dạ. Thì trong thời gian mà mọi người đang nhắn tin trả lời đáp án của mình, thì Hạnh xin phép là hỏi bác sĩ Hương một xíu là không biết là ở Diabi á, thì trung bình là thời gian mà mình can thiệp hoặc là thay đổi thói quen về lối sống, chế độ ăn uống của một bệnh nhân về tiểu đường, thì khoảng thời gian kiểu như là mình thay đổi tầm khoảng bao lâu ạ? Ở trong cái chương trình mà thay đổi lối sống của Diabi là một cái chương trình mà công ty Diabi đã Việt hóa cái chương trình thay đổi lối sống từ Mỹ đem về, DSMES. Và cái chương trình đó nó sẽ chia ra làm 5 module. Thì trong mỗi một module thì nó có module về ăn uống, vận động, về tinh thần, bệnh lý và vấn đề về thay đổi hành vi. Thì khi mà mình đi hết 5 module đó thì thời gian là khoảng 10 tuần. Nhưng thật ra là sau khi mình tham dự cái khóa học đó thì sau 2 tuần là mình đã ăn uống như chuyên gia rồi. Còn những cái khác từ từ mình sẽ học. Và cái mà Hương rất thích cái chương trình thay đổi lối sống của Diabi là tại vì không chỉ tập trung vào chuyện ăn uống, vào chuyện dùng thuốc như thế nào và chuyện vận động, mà đây cái chương trình đó rất là hay tại vì nó đem từ Mỹ về và nó để ý tới cái việc lợi là về tinh thần và thay đổi hành vi, là hẳn là một cái chương trình mà chúng ta phải học luôn. Tại vì mình biết đến khi mình bệnh á thì mình ăn uống bác sĩ nói gì mình nghe cái đó, nhưng mà sau khi mình làm xong rồi mình cũng không hiểu tại sao mình phải làm. Mình chỉ muốn cho bệnh ổn, nhưng mà thực chất á, để cho một người tự nguyện làm trong sự vui vẻ nó cần phải có thời gian, cho nên là thật sự Hương rất thích ở trong một cái chương trình nó có luôn một cái phần gọi là làm sao train cái não của chúng ta trở nên ngoan ngoãn và hiểu được các vấn đề và chúng ta tự nguyện một cách vui vẻ, thì như vậy chúng ta mới có thể theo đuổi được cái chương trình hoặc là cái cách thay đổi lối sống nó lâu dài được. Còn nếu như vì sự ép buộc thì chúng mà cái gì cưỡng ép thì nó sẽ không có hạnh phúc và nó sẽ không đi dài lâu được. Và cả Diabi cũng như là Genetica thì cũng mong muốn là đem những cái công nghệ, những cái giải pháp ưu việt nhất đến từ Mỹ để dành cho người dân Việt Nam, và chúng ta có thể là hội nhập cùng với quốc tế trong cái việc là có những cái thay đổi rất là sát sao và hiện đại hóa.
Dạ, thì thời gian 1 phút dành cho câu hỏi, hai câu hỏi này của chúng ta đã hết rồi. Và Hạnh xin phép công bố đáp án, đó là câu hỏi số 1. Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B, trái cây tươi nên ưu tiên trong việc phòng ngừa bệnh tiểu đường hơn. Và câu hỏi số 2 đó là chúng ta nên thử đường huyết đói vào lúc khi ngủ dậy trước khi ăn sáng ạ. Thì bác sĩ Hương có thể là chia sẻ qua về câu đáp án của câu số 1 và câu số 2 được không ạ? Hương nghĩ là các cô chú và anh chị cũng như các bạn gần như sẽ đáp án đúng hai cái câu này, bởi vì là chúng ta thường hay nghe được nói tới trái cây tươi thì sẽ tốt hơn trái cây khô, cũng như là đường huyết thì đa số gần như 9 trên 10 bệnh nhân thì lúc nào cũng biết rằng mình phải thử đường huyết đói, tức là đường huyết khi mình ngủ dậy. Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm như vậy thì Hương xin phép giải thích. Cháu Hương hỏi rằng thí dụ như khi mà mình ăn nho khô đi, mà mình mở cái hộp nho khô ra mà mình bóc á, thì các cô chú anh chị với các bạn thường là mình bóc một nắm đúng không? Mà có bao giờ mình đếm cái nắm đó là bao nhiêu trái không? Chúng ta sẽ nếm cái nắm đó là chắc sơ sơ cũng phải cả chục trái. Mà một lần là mình sẽ làm 2-3 nắm như vậy. Rồi mình cảm thấy cũng dường như chưa có gì đi qua cái bao tử của mình hết. Còn nếu như mà mình ăn một chục trái nho mà nó còn tươi á, thì mình ăn một chục trái là mình thấy nó cũng kha khá rồi, là có thể mình sẽ ngừng lại. Đó là lý do là khi mà mình ăn trái cây khô là mình thường có thể là mình sẽ ăn nhiều hơn hẳn so với mình ăn trái tươi. Cho nên trái cây tươi thì nó sẽ làm cho mình ít khi ăn quá lố. Cái thứ hai nữa, khi mà tươi nó chưa qua cái quá trình mà làm cho nó mất nước, làm khô á, thì là nó sẽ còn giữ được các vitamin, đặc biệt các vitamin B và C. Cho nên rằng trái cây tươi nó sẽ tốt hơn trái cây khô. Tuy nhiên trái cây khô vẫn có giá trị trong một số trường hợp, ví dụ chúng ta cần cung cấp đường nhanh thì chúng ta có thể ăn nó. Còn câu mà thử đường khi buổi đói thì Hương thấy là rất đúng. Tuy nhiên Hương đố các anh chị và các bạn thì chúng ta có tổng bao nhiêu cái thời điểm thử đường ở trong ngày? Câu này nếu như mà hỏi ra thì Hương nghĩ là sẽ rất ít người có thể biết được. Thật ra chúng ta có tới 8 thời điểm thử đường trong ngày lận. Gồm có sáng khi mình ngủ dậy nè. Rồi trước và sau của 3 bữa ăn. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều là thêm 6 lần nữa. Và một lần trước khi đi ngủ. Mỗi một thời điểm nó đều có chỉ số của nó và nó đều có giá trị. Và vì vậy á, mà trên thị trường hiện nay nó có một cái loại gọi là một cái cục tròn tròn mà mình hay gắn ở đây. Các cô chú anh chị, những ai đã từng xài sẽ biết. Dạ đúng ạ, nó có tên là CGM, thì nó sẽ giúp cho mình đo cái đường huyết liên tục trong một ngày và trong suốt 2 tuần mỗi lần mình gắn một cục CGM như vậy. Và khi mà mình nhìn thấy nó sẽ biểu diễn một cái con đường lên xuống đường của mình trước sau bữa ăn, và như vậy mình sẽ giúp cho mình theo dõi đường huyết rất là kỹ. Cái nữa là nếu như các cô chú anh chị và các bạn chỉ thử mỗi cái đường đói á, thì như vậy nó không phản ánh đúng. Rất nhiều người đến với Hương á, là đường HbA1c đều rất là cao, có thể 8 chấm, 9 chấm nhưng đường đói vẫn rất tốt. Như vậy rõ ràng là cái đường sau ăn có vấn đề mà chúng ta chưa thử. Vậy thì khi mà đường của chúng ta, thường đói của chúng ta tốt mà HbA1c của chúng ta vẫn không đạt mục tiêu, tức là dưới 6.5 hoặc là dưới 7 đối với những người có tuổi, thì chúng ta nên thử thêm đường sau ăn. Đường sau ăn đối với cái người đái tháo đường nên thử là sau ăn 2 tiếng. Hương xin nhắc lại về cái thời điểm thử đường sau ăn 2 tiếng, nó sẽ được tính từ khi bắt đầu chúng ta ăn miếng ăn đầu tiên. Mình Hương ví dụ như mình ăn sáng vào lúc 7 giờ, 7 giờ rưỡi mình ăn xong. Vậy thì mấy giờ mình sẽ thử đường sau ăn sáng? Mình sẽ thử đường sau ăn sáng tính từ thời điểm bắt đầu ăn, tức là thời điểm 7 giờ sáng. Vì vậy mình sẽ thử đường sau ăn lúc 9 giờ. Chứ không phải là sau ăn là sau cái khi mình ăn sáng lúc 7 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi mình thử là không đúng. Như vậy đường sau ăn 2 tiếng có nghĩa rằng sau khi bắt đầu bữa ăn thì cái từ đó mới chính xác. Dạ. Hương xin làm rõ chút xíu. Tại vì nếu không chúng ta thử sai á, thì đường nó sẽ ra kết quả nó không đúng. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết và cụ thể của bác sĩ Hương luôn. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là B và B. Và khi mà trong quá trình mà bác sĩ Hương có chia sẻ thì có thể là với các cô chú anh chị mà có liên quan tới bệnh tiểu đường thì mọi người rất là nằm lòng với những cái thông tin này rồi. Thì cái tiên quyết đó là ai sẽ là người trả lời nhanh nhất. Dạ, thì Genetica sau đó sẽ lọc lại là khách hàng nào trả lời nhanh nhất và sẽ gửi tặng cái voucher trị giá là 990.000 để mở khóa các cái dịch vụ liên quan tới Genetica trong buổi ngày hôm nay.
Và phần tiếp theo thì hồi nãy mình có đề cập đâu đó một cái yếu tố đó là trong quá trình mà ăn này, rồi trong quá trình ngủ ấy ạ, thì có đề cập tới một cái yếu tố cải thiện. Dạ, thì không biết là mọi người còn nhớ yếu tố đó là yếu tố gì không ạ? Thì hồi nãy mình có nhớ là mình có đề cập tới yoga này, có thể là các hoạt động về thiền hoặc là có hoạt động về tập thể dục. Thì yếu tố tiếp theo, yếu tố số 3 đó là cái vấn đề về tập luyện thể dục thể thao. Thì không biết là đối với bệnh nhân về có mắc bệnh lý về tiểu đường ấy ạ, thì trong quá trình tập luyện thì có một cái lưu ý gì đặc biệt không thưa bác sĩ Hương ạ? Cái này mà Hương nói ở trong đây thì nó sẽ hơi dài. Các cô chú anh chị và các bạn có thể cài cái app Diaby, xong rồi mình sẽ lựa một cái bài ở trong đó, tức là bài vận động an toàn dành cho người đái tháo đường. Thì trong đó sẽ viết rất rõ là trước khi mình vận động thì mình phải tầm soát cái gì, rồi sau khi vận động phải làm cái gì. Vậy thì Hương có thể tóm tắt như vậy: trước khi vận động mình phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ sẽ phải khám cho mình biết cái mắt của mình có bị biến chứng đái tháo đường không, mình có bị vấn đề gì về thị lực hay không. Mình phải đi thử, bác sĩ sẽ khám cái chân của mình xem cái chân mình có bị giảm cái cảm giác do biến chứng đái tháo đường không. Rồi mình phải kiểm tra cái huyết áp của mình, các bệnh lý tim mạch của mình có ổn hay không. Sau đó mình mới bắt đầu gọi là mình sẽ lựa chọn cái môn vận động phù hợp, cũng như cơ xương khớp của mình có vấn đề gì không, rồi mình lựa chọn cái môn phù hợp. Khi mình chuẩn bị bước vào cái tập vận động thì cái số lượng vận động mỗi ngày nên là tối thiểu là 30 phút, và vận động ở cái cường độ mà nó có phải hơi đổ mồ hôi, nó phải cỡ mức độ trung bình, chứ còn mà mình đi bộ lơi chơi thì nó sẽ không có giá trị lắm. Và mình sẽ vận động 30 phút mỗi ngày và tối thiểu 5 ngày trong một tuần. Trước khi mình vận động mình phải thử đường. Nếu như đường của mình dưới 100, như vậy là đường của mình có xu hướng thấp. Mình cần phải ăn một bữa phụ trước khi mình vận động. Thì bữa phụ đó thường là Hương hay khuyên là ăn một trái chuối, hay là một trái chuối kèm với một hũ rau u không đường, thì rồi mình hẳn đi tập. Cái thứ hai nữa, nếu như đường của mình từ 100 cho tới 240, có thể là 200 là Hương đã cân nhắc, tuy nhiên thì mình có thể chạy tới 240, 250 thì thôi Hương chọn mốc 250 cho nó dễ. Thì mình có thể đi vận động mà mình không lo gì lắm. Và trên 250 thì mình không nên vận động, bởi vì đường như vậy là không ổn. Rồi, vậy thì khi mà mình vận động á, thì mình phải lưu ý rằng trong cái hành trình vận động đó, mình phải để ý coi mình có mệt gì không, và mình phải uống bù nước. Và cái thứ hai nữa, khi mình vận động mình phải đem theo đường hoặc là đem theo kẹo, để trong trường hợp mà mình có triệu chứng hạ đường huyết là mình phải ngậm 2-3 cục kẹo đường. Không có nghĩa rằng trước khi mà mình vận động đường mình ổn, mà trong cái hành trình đó mình không có bị hạ đường. Rồi, và mình uống nước, mình uống từng ngậm, và mình có thể uống trong tùy cái thời gian tập. Thì trong vòng nửa tiếng thì mình có thể uống khoảng 200ml nước, trong một tiếng mình uống khoảng 400. Sau khi mình vận động xong, mình làm gì nữa? Mình phải đi kiểm tra lại cái bàn chân của mình, tại vì có thể cái cảm giác của mình nó không tốt. Mình kiểm tra lại xem coi là mình có bị phồng rộp gì không. Và khi đối với các cô chú anh chị, Hương rất là lưu ý là đặc biệt các cô là hay mang dép xỏ ngón, hoặc là nhiều khi mang giày dép trong nhà rồi đi bộ từ từ mà không biết những cái dép đó nó không có đạt, nó có thể làm cho cái gót của mình hoặc cái bàn chân của mình nó không có tốt và không được bảo vệ. Khi mình đi vận động mình nên mang giày thể thao. Rồi mình sau khi vận động xong phải mở giày ra, xong rồi mình phải kiểm tra cái chân của mình có phồng rộp gì không. Và cái việc kiểm tra bàn chân đái tháo đường là gần như mỗi ngày đối với những người bị đái tháo đường tiếp 2, ngay từ khi bắt đầu bị đái tháo đường là phải để ý. Như vậy là có rất nhiều cái điều chúng ta cần lưu ý, bao gồm là cái lượng đường trong máu này, rồi có thể là có những cái chấn thương, rồi kể cả là phải đề phòng cho tình trạng về hạ đường huyết nữa. Và Hạnh cũng thấy là cũng có một số bệnh nhân bị tiểu đường ấy thì cũng mong muốn là để tôi tập luyện thêm, rất là biết mong muốn của mọi người luôn là tôi sẽ cần phải tập luyện thêm để tôi có thể là kiểm soát cái đường huyết của mình được tốt hơn, đỡ phải uống thuốc nhiều, tôi cũng không thích đâu. Nhưng mà trong quá trình tập luyện ấy thì mọi người cũng lưu ý là về tần suất tập luyện của chúng ta nó sẽ bị chi phối bởi hai yếu tố: một đó là khả năng hồi phục cơ, và thứ hai đó là yếu tố liên quan tới nguy cơ về chấn thương ở phần khớp của chúng ta nữa ạ. Yếu tố này cao hay thấp thì sẽ ảnh hưởng tới cái tần suất tập luyện thể dục thể thao của mọi người, đặc biệt là với những người họ mang những cái thay đổi di truyền trên cái gen là EGF2, nó sẽ khiến cho cái người này dễ tăng cái phản ứng viêm hơn khi mà mình tập luyện chung một cái nhóm cơ nào đó. Ví dụ hôm nay tôi cũng gặp bụng, ngày hôm sau tôi cũng gặp bụng chẳng hạn, trên cùng một cái nhóm cơ như vậy thì nó sẽ làm tăng cái phản ứng viêm lên, và
các cái phản ứng viêm như vậy nó sẽ sinh ra những cái chất gây viêm, mà vô tình những cái chất này nó lại khiến cho cái người đó lại tăng cái lượng đường trong máu của mình lên nhiều hơn. Dạ, lúc này thì lại là lợi bất cập hại. Dạ, cho nên là mình phải để ý rất là nhiều và lắng nghe cơ thể của mình để lựa chọn ra cái bài tập cũng như là tần suất tập luyện thể dục thể thao một cách phù hợp nhất. Dạ, và trong điều trị bệnh tiểu đường ấy ạ, thì Hạnh cũng biết là có một cái sự tác động kiềng ba chân giữa ba yếu tố, đó là điều trị bằng thuốc này, vấn đề về dinh dưỡng này và vấn đề về tập luyện nữa. Thế thì trong trường hợp ví dụ một bệnh nhân họ đã kiểm soát tốt bằng chế độ ăn uống và tập luyện rồi ạ, thì mình có điều chỉnh thuốc khi mà người ta đã kiểm soát tốt không ạ? Hương xin phép trả lời như vậy. Hương xin phép chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đường huyết mình chưa ổn, thì cái việc trước khi bác sĩ điều trị quyết định tăng thuốc lên thì đều hỏi khách hàng bệnh nhân của mình là cô chú ăn uống như thế nào, cô chú vận động ra làm sao. Nếu nó vẫn chưa tốt thì mình sẽ phải điều chỉnh chế độ ăn và vận động cho tốt trước khi mình đặt bút tăng liều. Còn đối với các cô chú anh chị và các bạn, nếu như mà đường huyết đã ổn rồi nhưng bây giờ có thể là ổn là do mình đang dùng thuốc rất là nhiều, 3-4 loại thuốc hoặc kèm thêm thuốc tiêm insulin nữa, chúng ta đang ổn với một lượng thuốc như vậy và bây giờ chúng ta quyết định ngoan ngoãn hơn trong cái việc ăn uống và vận động, thì đường huyết chúng ta có thể bị hạ. Vì vậy khi mình quyết định thay đổi về việc ăn uống vận động thì mình phải báo với bác sĩ điều trị của mình về vấn đề này để bác sĩ điều trị có hướng dẫn cho mình. Và đặc biệt đối với mọi người về đái tháo đường đều phải học nằm lòng về triệu chứng của hạ đường huyết, là mình cảm thấy say sẩm, mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt, muốn xỉu gì đó, thì mình luôn luôn phải có cái kẹo hoặc là những cái bánh hoặc là sữa có đường đi theo trong người, hoặc là nếu tiện thì đem nước ngọt để mà mình xử trí cấp cứu hạ đường huyết. Thật ra hạ đường huyết thì nguy hiểm chết người hơn là tăng đường huyết, cho nên là cái việc mình học xử trí rất quan trọng. Vậy Hương xin quay lại là nếu mình đang là người sử dụng rất nhiều thuốc và mình quyết định về chế độ ăn và vận động mới thì mình phải tham khảo và trao đổi với bác sĩ. Cái thứ hai, về phía các bạn mà chuyên viên dinh dưỡng ở bên Diabi, thì khi bắt đầu tư vấn cho một bệnh nhân về chế độ ăn đái tháo đường trên một người đường huyết đang ổn, thì Hương luôn dặn rằng các bạn phải khảo sát chế độ ăn hiện tại của bệnh nhân của mình đang là bao nhiêu calo và cái thực đơn mình áp lên là bao nhiêu calo. Nếu như hai thực đơn nó chênh nhau từ 300 đến 500 mg thì chúng ta phải cảnh báo cho bệnh nhân về việc này có thể gây hạ đường huyết, và vì vậy bệnh nhân sẽ phải trao đổi là với bác sĩ điều trị là điều chỉnh thuốc song song thì như vậy mới an toàn. Và một lần nữa Hương nhắc rằng cái cách xử trí hạ đường huyết là cái gần như phải thuộc nằm lòng đối với mỗi bệnh nhân mà có bệnh lý về đái tháo đường. Như vậy là chúng ta đã đi qua những cái phần nội dung chính có thể tác động tới cái việc kiểm soát đường huyết bằng việc thay đổi lối sống, bao gồm là chế độ dinh dưỡng này, vấn đề về giấc ngủ, tập luyện thể dục thể thao, cũng như là kiểm soát và có thể là theo dõi điều chỉnh vấn đề liên quan tới tiểu đường. Và như bác sĩ Hương có chia sẻ thì yếu tố về hạ đường huyết là một cái có thể là còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn cả cái vấn đề về tăng đường máu trong cơ thể của chúng ta nữa ạ. Thì phần tiếp theo của nội dung buổi livestream ngày hôm nay thì Hạnh sẽ lướt xem những cái câu hỏi của quý vị khán giả, có cô chú anh chị để lại trên phần bình luận ạ, để có thể là gửi đến bác sĩ Hương, cũng như là nếu mà phần nào Hạnh có thể là giải đáp về góc độ gen ấy thì sẽ hỗ trợ mọi người. Thì Hạnh thấy là câu hỏi đầu tiên ấy, của khách hàng hỏi là chỉ đo đường huyết bằng máy đo ở nhà thì không biết là có chính xác không ạ? Cho Hương hỏi là bạn là người đã bị đái tháo đường chưa? Khi bạn hỏi câu này, nếu như bạn là người mà đã bị đái tháo đường rồi thì cái việc mà theo dõi đường huyết bằng máy á, là cần thiết để mà mình theo dõi tham khảo mỗi ngày và ghi nhận lại cho bác sĩ điều trị. Còn nếu bạn chưa phải là người bị đái tháo đường thì bạn thử bằng máy này thì thật sự nó có thể giúp cho bạn tham khảo, nhưng không phải là cái giúp cho bạn chẩn đoán bạn có bị đái tháo đường hay không. Nếu bạn muốn chẩn đoán bạn có bị đái tháo đường hay không thì hiện tại có 3 cách mà bạn có thể làm. Một là bạn sẽ thử đường huyết lúc đói và thử bằng cách là bạn lấy máu trong tĩnh mạch, tức là mình hay đi lấy xét nghiệm á, thì cái đó nó mới chính xác. Và cái thứ hai là bạn sẽ thử HbA1c. Và cái thứ ba nữa là mình sẽ làm nghiệm pháp uống đường bằng cách uống một cái ly đường to xong rồi mình sẽ xét nghiệm. Thì và mỗi cái đó đều phải nên lặp lại 2 lần. Chỉ riêng xét nghiệm về uống nước đường thì chỉ làm 1 lần thôi.
thì chúng ta mới xác định rằng chúng ta có bị đái tháo đường hay không. Dạ, những chia sẻ rất là cụ thể của bác sĩ Hương thì hy vọng là giải đáp được câu hỏi của bạn đang quan tâm. Câu hỏi thứ hai mà Hạnh đọc được ở trên phần bình luận đó là: mẹ tôi bị mắc bệnh tiểu đường type 2 ạ, có phải là tôi cũng sẽ bị mắc bệnh này trong tương lai hay không? Dạ. Cái này thì Hương nghĩ là Hạnh sẽ trả lời tốt hơn Hương. Về mặt nghiên cứu, người ta nói đó, nếu ba hoặc mẹ của chúng ta bị đái tháo đường thì khả năng con cái bị đái tháo đường là khoảng 30 hoặc hơn 30%. Còn nếu như mà tức là trong ba người con sẽ có khả năng là một người bị. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là những người kia không bị, tại vì mỗi một người con cái khả năng mà người ta sẽ chịu ảnh hưởng gen là khoảng 30%. Còn nếu như mà cả ba và mẹ của bạn đều bị đái tháo đường thì khả năng chúng ta, các con bị tiểu đường là 70%. Tỷ lệ rất cao. Và Hương cũng không giấu gì là ba mẹ Hương là đều đái tháo đường. Và hiện tại trong nhà Hương thì chắc còn lại hai người, 2/4 là chưa bị đái tháo đường. Tỷ lệ rất là cao thật sự. Và Hương có nghe ở bên Genetica có một cái gói xét nghiệm sẽ giúp là tầm soát và đánh giá được cái nguy cơ đái tháo đường sớm khi chúng ta có gia đình là những người bị đái tháo đường. Và Hương thật sự là rất thích cái gói đó. Hạnh có thể chia sẻ thêm cái gói đó được không? Dạ, đó là gói GenBT. Và trong buổi livestream ngày hôm nay thì Genetica cũng có giới thiệu ở phần đầu chương trình sẽ giảm ngay là 2 triệu nếu mà khách hàng mở gói GenBT đánh giá nguy cơ về tiểu đường di truyền. Như là bác sĩ Hương có chia sẻ thì kiểu gen của chúng ta sẽ thừa hưởng là một nửa gen từ bố và một nửa gen từ mẹ. Thế thì khi mà có cái sự kết hợp giữa hai cái gen đối với nhau ấy, thì có những người họ mang một cái thay đổi giống như bố này, có người mang thay đổi giống như mẹ, có người là mang cái sự kết hợp cả bố và cả mẹ luôn. Thế thì để đánh giá được cái nguy cơ về tiểu đường của tôi chính xác như thế nào thì mọi người có thể là tham khảo cái gói về GenBT này. Thì trong đó nó sẽ cho các bạn biết được là cái thông tin về chỉ số đa gen, nguy cơ mắc tiểu đường của tôi là bao nhiêu, cao hay là thấp, hay là ở mức trung bình. Cái chỉ số thông tin thứ hai nó sẽ cho mọi người biết được là đây là tiểu đường type 2 thì các cái biến chứng của bệnh tiểu đường ấy có thể là âm thầm diễn ra trước khi một người được chẩn đoán bệnh tiểu đường rồi, thì những cái biến chứng đi kèm theo để mình có thể là phòng ngừa hoặc là mình sàng lọc ngay từ sớm liên quan tới bệnh tiểu đường. Ví dụ như là có những người họ mang những cái thay đổi di truyền mà dẫn tới cái biến chứng về đột tử tinh thể chẳng hạn, thì trong những cái đợt mà tôi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thì bên cạnh tôi kiểm tra lượng đường trong máu thì tôi có thể là đến khoa mắt nữa và tôi kiểm tra thêm cái phần võng mạc hoặc là cái phần thủy tinh thể ở trong mắt của tôi xem thử là có bị tác động hoặc là có cái biến chứng gì xuất hiện sớm do bệnh tiểu đường gây ra hay không. Dạ, và hồi nãy bác sĩ Sơn cũng chia sẻ đó là có người thân trong gia đình mắc bệnh tiểu đường rồi, cho nên là em thấy là bác sĩ rất là đồng hành cũng như là hiểu được những cái ứng dụng thiết thực trong thực tế mà từ những cái việc ăn, những cái món ăn vặt thế nào phù hợp với chế độ ăn của chúng ta rất là sát sao để quý vị cô chú và các anh chị có thể là áp dụng trong thực tế và rất là tiện lợi cho chúng ta luôn. Dạ, thì Hạnh xin phép đi vào câu hỏi thứ hai, đó là một đợt mất ngủ liên tục và tôi cảm thấy là người mệt mỏi. Thế thì tôi tự thử đường huyết ở nhà và thấy chỉ số ở mức bị tiểu đường. Nhưng về sau khi đi viện kiểm tra và tự đo ở nhà thì không lần nào chỉ số vượt qua giới hạn cả. Thì không biết là tôi có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hay không, và gia đình tôi thì không có tiền sử về bệnh tiểu đường ạ. Câu hỏi này rất là thiết thực và rất là hay. Hương xin phép trả lời như vậy. Ngay cả khi chúng ta không bị đái tháo đường thì khi chúng ta bị stress, đường chúng ta cũng có thể tăng tới 180mg/100. Bình thường thì đường phải dưới 100 thì mới bình thường. Vì vậy mà nếu chúng ta thử một lần, và cái nữa là chúng ta thử bằng cách thử đầu ngón tay thì nó có giá trị tham khảo. Nếu như mình muốn biết chính xác thì như hồi nãy Hương nói có 3 cách. Mình phải đi tới bệnh viện lấy máu từ trong tĩnh mạch ra thì mới ổn, mới chính xác. Còn sau đó với lại cái yếu tố của bạn á, là do chỉ là một cái đợt bạn stress rồi này kia, thì sau khi bạn hết stress này kia thì đường nó sẽ trở về bình thường. Và cộng thêm rằng gia đình của bạn cũng không có tiền sử về những cái vấn đề về đái tháo đường, cho nên Hương chúc mừng bạn là nhiều khả năng thì nguy cơ của bạn vẫn thấp. Tuy nhiên nếu bạn có những cái yếu tố nó làm cho tăng nguy cơ đái tháo đường thì bạn vẫn có thể bị đái tháo đường trong tương lai. Ví dụ bạn là nữ mà bạn có đái tháo đường thai kỳ, hoặc là bạn là có cơ thể hơi bị thừa cân béo phì, bạn cứ bị mỡ trong máu kéo dài, thì những cái yếu tố này nó sẽ làm tăng nguy cơ bạn sau này bạn sẽ dễ bị đái tháo đường hơn. Cho nên
dù cho bạn nhà bạn có gen hoặc không có gen về đái tháo đường thì đâu đó chúng ta vẫn nên giữ một cái lối sống lành mạnh, thì nó sẽ giúp cho bạn phòng ngừa được cái bị đái tháo đường cũng như các biến chứng của đái tháo đường. Ngay cả khi bạn có gen thì bạn hãy tin rằng bạn chỉ cần ngoan ngoãn và bạn sống healthy thì bạn vẫn có thể thoát được cái câu chuyện bị đái tháo đường. Tại vì là trong nghiên cứu người ta nói ngay cả bạn là một người có gen, bạn bị tiền đái tháo đường rồi, nhưng khi bạn quay trở lại, bạn áp dụng một cái lối sống lành mạnh thì 60-70% bạn vẫn có thể lùi lại được mà bạn không bị tiến tới thành đái tháo đường. Cho nên là trong mọi trường hợp, một cái lối sống lành mạnh và bạn đi theo thiên hướng của đái tháo đường, tức là thiên hướng sống theo kiểu của đái tháo đường, thì thật sự nó sẽ giúp cho bạn phòng ngừa được bệnh đái tháo đường dù bạn có bệnh đái tháo đường hay không. Và Hương vẫn hay nói rằng chế độ ăn đái tháo đường nó không phải dành cho người đái tháo đường, mà thật ra nó nên dành cho mọi người. Và cái cách mà ăn của đái tháo đường nó không kinh khủng như chúng ta nghĩ, nó là một chế độ ăn thật sự lành mạnh. Và bạn có thấy người ta hay ăn cái chế độ ăn mà gọi là thin insulin, tức là những cái chế độ ăn mà giúp kiểm soát insulin trong cơ thể, đó chính là bản chất chế độ ăn đái tháo đường. Và họ luôn nói rằng chế độ ăn đó sẽ giúp cho bạn là chống được lão hóa và chống được các nhiều bệnh tật, ngay cả bệnh về tim mạch. Cho nên nói tóm lại, về trong chế độ ăn đái tháo đường chỉ có hai điều thôi. Thứ nhất, chế độ ăn đái tháo đường là một chế độ ăn bình thường mà mọi người đều nên áp dụng cả. Và cái thứ hai, đối với quan điểm của Hương, khi mà mình đã hiểu đủ sâu và nghiên cứu đủ nhiều về đái tháo đường thì bạn sẽ thấy rằng chế độ ăn đái tháo đường thật ra là bạn có thể ăn cả thế giới, chỉ là bạn ăn cái gì, số lượng bao nhiêu và vào thời điểm nào mà thôi. Như vậy là chúng ta có thể là chung sống hòa bình và đa dạng các nhóm thực phẩm, và không phải là mắc bệnh tiểu đường là một cái yếu tố gì đó gò bó chúng ta lắm đâu. Nhưng mà mọi người cũng sẽ lưu ý là có rất nhiều cái yếu tố có thể can thiệp và ảnh hưởng tới bệnh tiểu đường, ví dụ như căng thẳng, như cortisol này, hoặc là có thể là trong vấn đề về giấc ngủ, những người mà họ ngủ không có đủ hoặc là không sâu giấc như trong trường hợp của bạn ấy, mà nó nếu mà bị kéo dài nữa nha, thì đối với những người này họ mang những cái thay đổi di truyền trên gen là MNTR1D5 ấy ạ, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là tiết ra cái chất là melatonin, ảnh hưởng tới giấc ngủ, và cái chất này khi mà nó không được cân bằng thì đâu đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới đường huyết của chúng ta. Anh nhớ là hồi xưa có một cái biểu đồ, một cái cán cân ấy, tức là bên đây là chỉ có insulin hoặc là một số cái yếu tố giống insulin để giảm tiểu đường thôi, nhưng mà bên kia là một cán cân là cortisol, là các cái yếu tố gây viêm, và nó tăng lên một rất là nhiều cái để làm tăng đường, còn hạ đường thì chỉ có vài yếu tố thôi, cho nên là cái cán cân này rất dễ mất thăng bằng. Như vậy là chúng ta cố gắng là đồng hành chung sức cùng với insulin và có một cái lối sống lành mạnh hơn, đến từ những cái mà có thể là cá nhân hóa và áp dụng cho riêng bản thân của mình, tìm những cái app của Dabi chẳng hạn, hoặc là mọi người có thể là tìm hiểu thêm những cái thông tin về bản chất bẩm sinh và cơ địa của chúng tôi, của chúng ta như thế nào ở trong cái quả về giải mã gen, để tìm hiểu sâu sắc hơn và kỹ lưỡng hơn để áp dụng cho cá nhân hóa chúng ta. Thì cũng vì bị ảnh hưởng bởi thời lượng của chương trình, cho nên là Hạnh cũng thấy là cũng có một số câu hỏi của quý cô chú, các anh chị có thể để lại ở trong phần bình luận, và Genetica cũng như Dabi sẽ lưu lại và sẽ trả lời cho mọi người trong những cái tập livestream tiếp theo. Cảm ơn sự đồng hành của bác sĩ Lan Hương. Và còn được bao nhiêu phút ta? Hương rất là muốn Hương rất là muốn tổng kết lại vài yếu tố. Không biết là còn được 2 phút hay không. Hương muốn là, tại vì là một người gần như rất là quan tâm đến đái tháo đường. Hương xin tóm tắt lại những cái ý mà từ nãy giờ chúng ta trao đổi. Cái thứ nhất là về chế độ ăn. Thì cái này là phải nghiên cứu rất là nhiều, nhưng nói tóm lại mọi người có thể hiểu như vậy. Nó giống như là một cái chữ thập. Thì cái việc mà chế độ ăn làm tăng đường, tức là những cái liên quan tới carb, nhưng mà làm sao mình làm cho mình không được ăn kiêng carb, tại vì carb là cái năng lượng rất là quan trọng để giúp cho chúng ta tỉnh táo và làm việc đầu óc. Cho nên việc kiêng carb hoàn toàn là điều không cần thiết và thực sự không đủ tốt, không tốt như vậy. Cho nên là chúng ta nên ăn cân bằng. Và cái cách mà để kiểm soát cái carb làm cho nó trở nên chậm hơn bằng cách là mình sẽ ăn là giảm carb một chút xíu, và mình tăng đạm lên chút xíu, mình tăng rau lên chút xíu, và mình ăn thêm các chất béo tốt. Thì như vậy là bữa ăn đó nó đã chuyển dịch thành bữa ăn đái tháo đường, chứ không phải là cái điều gì quan trọng. Hương sẽ ví dụ như vậy. Ví dụ như bình thường mình sẽ ăn một chén cơm, và mình ăn với khoảng một miếng thịt là khoảng tầm cái lòng bàn tay của Hương, là khoảng 100g, rồi một chén rau, rồi một chén trái cây, rồi dầu mỡ chiên ở trong hoặc là nấu ăn. Thì đó là một chế độ ăn của người bình thường. Khi mà bạn đã đái tháo đường thì sao? Bạn vẫn ăn với gia đình và bạn không cần phải stress như vậy.
Bạn chỉ cần là giảm carb đi một chút xíu bằng cách cơm, thay vì bạn ăn một chén, bạn ăn 2/3 chén thôi, bạn giảm xuống chút xíu. Bạn sẽ đẩy thịt cá lên chút xíu, tại vì thịt cá nó vừa giúp giảm đường nhưng cũng là cân bằng cái năng lượng đại để cho bạn không bị gầy đi. Và rau thì bạn sẽ tăng lên một chút xíu. Rau không có nhiều năng lượng nhưng nhiều rau nó sẽ làm cho bạn giảm cái việc lên đường. Và trái cây bạn vẫn giữ nguyên, ăn khoảng quanh quanh một trái hoặc là khoảng một nắm tay. Thì đó là chế độ ăn của đái tháo đường rồi đó. Và các cô chú anh chị có thể tham khảo thêm các bài về đái tháo đường và chế độ ăn đái tháo đường trong Diabetes. Cái thứ hai về mặt vận động thì chúng ta sẽ xem một cái bài vận động an toàn dành cho người đái tháo đường là chúng ta đủ đồ chơi rồi. Vậy cái thứ ba về vấn đề stress và giấc ngủ. Thì đâu đó chúng ta biết rằng một cái lối sống lành mạnh là chúng ta cần phải ngủ sớm dậy sớm. Nhưng vì chúng ta phải làm việc rất nhiều, vậy thì chúng ta nên học cách để kiểm soát cân bằng và stress bằng cách có thể là mình ngồi thiền, mình sẽ chơi thể dục thể thao. Tại vì khi mình chơi thể dục thể thao hoặc là mình có những cái hoạt động vui chơi á, thì nó sẽ làm chúng ta tăng được những cái hormone hạnh phúc và nó sẽ làm giảm đi những cái stress, và vì vậy chúng ta sẽ kiểm soát đường tốt hơn. Rồi còn cuối cùng là nếu như chúng ta là người mà có cha mẹ anh chị em là người đái tháo đường và mình chưa bị đái tháo đường và mình muốn kiểm soát sớm, thì mình có thể làm xét nghiệm gen để mình biết sớm hơn. Gen diabetes, tức là cái gen mà để giúp cho mình biết được những cái nguy cơ, cũng như là mình biết được nếu mà mình bị thì những cái biến chứng nào sẽ dễ xảy ra để mà mình có thể ngăn ngừa, cái phòng ngừa sớm. Nếu như mình làm gen rồi và mình vẫn muốn tầm soát thêm thì có một cách nữa là mình sẽ thử đường. Mình thử đường mỗi năm, mình thử đường đói. Và đây là một con số Hương rất lưu ý các cô chú, anh chị và các bạn. Khi mình thử đường huyết đói mà đường huyết đói từ 5.6 mmol hoặc là từ 100 mg trên decilit trở lên thì chúng ta đã có nguy cơ bị rối loạn đường huyết đói rồi và chúng ta nên theo dõi kỹ hơn. Và nếu cần mình vẫn chưa hiểu thì mình nên gặp các bác sĩ chuyên về nội tiết để chúng ta được giải thích và tầm soát sâu hơn. Đó là những cái điều mà Hương muốn chốt lại để các cô chú anh chị nắm trước khi rời khỏi chương trình. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất là tận tình và tâm huyết của bác sĩ Hương dành cho cô chú và các anh chị có liên quan hoặc là quan tâm tới bệnh lý về tiểu đường. Thì cũng cảm ơn bác sĩ Hương rất là nhiều luôn. Và cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian trong theo dõi trong buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi livestream tiếp theo của Trinitica và Diabetes ạ. Và Diabetes xin chào mọi người và hẹn gặp lại ạ. Hẹn gặp lại. Yeah.